thì Rep Salo cũng như tư vấn kiểu gì sản phẩm cực kỳ ngon, cực kỳ ngon ăn vừa miệng kiểu gì nha. Thì hôm nay có bán cái chai tắm hàng ngày luôn, chai tắm một lần, chai tắm hàng ngày luôn, cảm ơn chị. Mọi người ơi, dạ ủng hộ giùm cho em nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ tắm thử chứ gì. Mày cừ cái gì, cái thằng mà khàn khà hoài nè. Quỳnh đi vô đây ngồi nói chuyện đi Quỳnh. Dạ vâng, em đây. Rồi đó, à, hai đứa em bán đồ như vậy nha, cảm ơn chị. Chết dở nghe xong cái đầu bài tập hả? Dạ đúng rồi chị, ngày hôm nay gia đình em xóa đói giảm nghèo như vậy nha. Thì chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em. Bán con gà kiếm tiền của nhà Sài Gòn hả? Trời đất ơi, bán tháng mấy tỷ mà nghe nó mày mấy tỷ mà sao? Dạ, những chị em nào mà cần tắm trắng, đặc biệt là ngày hôm nay cái sản phẩm này rất là hiệu quả và rất là tốt nha cả nhà ơi. Với giá là 490.000 cả nhà mình, ai mà muốn trắng thì đặt hàng trên like Vĩnh Lâm giùm em đi cả nhà ơi. Dạ cái này xài cực kỳ ok như vậy nha, xài cực kỳ trắng luôn, da ai mà đen cỡ nào sử dụng được như vậy nha, rất là trắng luôn và trắng bật tông cực kỳ luôn. Sản phẩm được mang tên là Ace Skin Ace như vậy nha. Sản phẩm nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 100% như vậy nha. Nếu gì yên tâm giùm cho em tắm trắng mà không trắng bên em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Dạ. Tắm ok, tiếc mai để số điện thoại chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn chị. Ủa theo kịch bản là mặc bikini toán đầu mặc bikini. Dạ. Mặc bikini đi, chờ 200 triệu đi. Tao mặc cho. Tắm một lần, dạ tắm một lần như gì nha, tắm một lần thôi dùm cho em thôi là được rồi. Tắm một lần là cực kỳ trắng như gì nha, xài một lần thôi là mê liền. Do điều đặc biệt là cái này có thể tắm da mặt được luôn. Dạ nhiều khi mình tắm, mình da mặt mình mà đen quá, mà đánh kem không ăn đồ này nọ gì sức lên dùm cho em, đảm bảo một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Không tin là sử dụng thử dùm cho em như gì nha, cảm ơn vậy. Da em đen đó, nhiều người nói trời vợ em sao đây cho con nhỏ Quỳnh vợ em như gì nha. Vợ ngon hả? Không ngon lắm nha, không ngon lắm nha Su Linh Chi ơi. Thấy vậy thôi chứ không có ngon. Lại chuối nghe em kịp hả? Trộn nói gì nghe em kịp. Rồi câu đó hay thiệt hả? Cảm ơn vậy. Hình như theo rồi xong ổng nổi tiếng hơn rồi hả? Chị đẹp, chị Quỳnh đẹp hơn Lâm kìa. Đúng rồi cả nhà ơi. Tại vì cái sản phẩm này những chị nào mà em để em tư vấn cho, những chị nào mà muốn trắng á là cả nhà mình nên là sử dụng cái sản phẩm này nha cả nhà ơi. Có thể là mình mua thử một chai thôi nhưng mình sử dụng thử, nếu như mà hiệu quả là mình ủng hộ một bộ với mấy chị nha. Cái đúng sản rồi. Phẩm này rất là trắng luôn nha mấy chị rất nha. Là trắng xài là mê liền những chị nha. Chị Liên em chào chị Liên này, chị khỏe không chị Liên ơi? Thì phía rồi gia đình em xuất hiện tại đây là xóa đói giảm nghèo, cái gì chị em là ủng hộ giùm cho em như chị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình vô đừng có chửi em như gì nha, em bán đồ cực lắm quý vị. Bán nói là nhiêu đâu mà vô chữ người ta không à. Dạ cả nhà ơi, cực kỳ trắng luôn. Tắm trắng sau một lần sử dụng nha mấy chị nha, chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút thôi là mình là trắng liền luôn nha cả nhà ơi. Tại vì em là không có thời gian nhiều cho nên là em không có dưỡng kem body mấy chị biết không, cho nên là mỗi lần là tắm là mình trắng liền luôn, cho nên là không cần phải tốn nhiều thời gian nha mấy chị nha. Rồi mình sức lên như vậy, mình để cho 15 20 phút là da nó sẽ bật tông như chị nha. Một điều đặc biệt là mình tắm thể tóm toàn thân của mình luôn vậy, mình tắm từ cổ, mình tắm trở xuống, từ cái mặt mình phà lên như chị nha, rất là trắng. Cảm ơn vậy. Con đen quá chú ơi. Ok Zarana số điện thoại luôn. Cảm ơn mấy chị rất nhiều. Nói như cái máy vậy, bây giờ phải nói như cái máy gì ơi, vậy buôn bán cực khổ mà. Phải nói như cái máy gì nha, tắm một lần là trắng liền. Và hôm nay có kem dưỡng da ban đêm và kem dưỡng da ban ngày là một cái chai như thế này, cái chai như thế này quý vị nha. Là nguyên một bộ nó, em khuyên quý vị nên xài một combo giùm cho em. Thì xài một combo nó sẽ trắng hơn, mịn màng hơn và đẹp hơn như gì nha. Còn chăn trời nữa, bây giờ chị em hãy để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên alo chỗ gì như vậy nha. Một chai tắm trắng là 490.000, khi mà cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được free ship và tặng thêm một bịch tẩy tế bào chết, một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn. Một bộ là gồm là một combo là kem body nè, kem tắm trắng và sữa tắm trắng hàng ngày luôn nha mấy chị nha. Một bộ là 1.470.000. Nhưng mà những chị nào mà chưa được tin tưởng về cái sản phẩm này hoặc là mình muốn dùng thử là mình sử dụng một chai thôi là 490.000. Cái sản phẩm này nói chung là rất là tốt. Em đến đi vào đây. Để cái hiểu ra em đang hứng. Em đang hứng không? Dạ cả nhà, cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Thiệt tình đó là cái sản phẩm này là em đang sử dụng đây rất là được khoảng 6 tháng rồi. Nó rất là trắng nha mấy chị nha. Em không cần phải dưỡng kem body hàng ngày luôn, cũng không phải sử dụng giống như những chị khác mà sử dụng kem một ngày 2-3 lần. Mà ví dụ như là một tuần là em sử dụng tắm trắng một tuần thôi nha mấy chị nha. Không cần dưỡng kem body nhiều luôn, rất là trắng sau một lần sử dụng 15 đến 20 phút thôi. Dạ và khi chúng ta sử dụng, ta có thể sử dụng trên mặt như vậy nha. Bây giờ em tắm thử cái body cho em cứ gì coi, xong rồi lát có gì em tắm mặt cho gì coi nha. Da ai mà đen cỡ nào là sử dụng như vậy nha, rất là trắng cũng giờ đó ok luôn. Trang mày mê tao hay sao mày coi hoài Trang. Chút xíu là em test cho cả nhà mình coi nha, rất là trắng luôn, sau 15 đến 20 phút thôi, em nói thiệt luôn, cực kỳ trắng nha mấy chị nha. Một chai chỉ với giá là 490.000 thôi, cả nhà mình mua thử để sử dụng nha mấy chị ơi. Đúng rồi, trời ơi Trang mày mê tao hay sao mà vô mày coi hoài vậy Trang. Dạ bây giờ mọi người dạ không này tắm lần. Dạ đúng rồi, rất là hiệu quả nha mấy chị ơi. Để em đang xa đợi khoảng đủ thời gian, sau đó em sẽ rửa cho cả nhà mình coi, nó rất là hiệu quả luôn, trắng bực tông cực kỳ nha mấy chị okay, nha. Ok mộng đời ơi, em xài một hộp thôi, anh không cần em mua 5 hộp đâu, em không cần mua 5 hộp, em xài hộp xài thử giùm cho anh. Xài mỏng trắng em tán của anh em nha, nó rất là trắng mà xài cực kỳ ok luôn, xài là mê liền, chết mê chết.
Nhớ chị nha, cảm ơn em mua giùm bạn Hiếu Chi số thoại. Chị Hiếu Chi ơi, chị xài mà không sử dụng, chị sử dụng mà không trắng là em trả tiền chị luôn. Thì bây giờ nếu mà chị mua, chị xài cái này thử giùm cho em, mà sau khi nó trắng xong rồi chị dưỡng thêm cái hộp ban đêm và hộp ban ngày giùm cho em. Hộp ban đêm thì có chất dưỡng da trong đó làm da chúng ta sáng hơn, còn đặc biệt là cái hộp ban ngày những gì nha, nó có cái chất chống nắng ở trong đó luôn, nó phủ làn da chúng ta làm da chúng ta không còn bị nắng mà bám với nhau gì nha. Cảm ơn chị nha, em nói thiệt luôn, rất là hiệu quả cho cái sản phẩm này, chỉ với giá 490.000 vừa túi tiền nữa nha mấy chị nha, tiền nào của đó thôi. Rồi. Đây một cái chai tắm trắng này rất là lớn, một chai này mình sử dụng 2 tháng nha, nó không hề bị bắt, mà riêng cái dòng kiểu nó cực kỳ hiệu quả luôn mấy chị ơi. Là cái loại kem khác là khi mà mình sử dụng vô mà mình đi ra ngoài mình gặp nước á, nó sẽ bị trôi, còn cái sản phẩm này kem body nó thấm vô làn da mà không hề bị trôi nha mấy chị nha. Là gì sư thoại luôn à, mặt trắng còn con mắt đen thì sao, nếu mà con mắt em bị đen quá thì em ra tập quá giùm cho anh, và em trích cho khoảng 5.000 em mua trang sắc 502 đó em, dùng hết sức bình sinh ngước mắt lên trời và em nhiễu 3 giọt keo trắng sắc vô con mắt của em, thì lập tức em nhắm mắt lờ và em mở mắt ra, con mắt của em nó trắng chách, như vậy mới vừa với cái miệng của em. Dạ cả nhà mình để lại số điện thoại giùm em nha, chút xíu nữa sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Nói chung cái sản phẩm này rất là hiệu quả, 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Rồi Khoa Tô, chào Khoa Tô là Thành Phạm đó. Bây giờ tụi em sẽ tháo ra chỗ gì coi cái sự trắng trẻo của nó như gì nha. Tuy là nó hơi đen đen như vậy thôi nhưng mà nó tắm ra một cái là hú hồn như vậy nha. Thành Phạm Nguyễn Thảo số điện thoại luôn. Cảm ơn ác gì ông nội. Chứ bây giờ nó hỏi con mắt trắng muốn trắng mắt làm sao đây? Thì bây giờ tôi phải chỉ làm sao đây? Dạ đúng rồi, 490.000 ngày hôm nay đồng giá như gì nha. Chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em như gì nha. Cảm ơn chị Ngọc Ánh đã để số điện thoại. Đanh đá, em phải làm như vậy mới vừa đó chị ơi. Dạ cái sản phẩm này xài rất là thích, tại vì đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Riêng cái dòng kem body này là khi gặp nước không hề bị trôi, mà khi mà mình xức vô không hề bị bết rích, cũng không hề bị lộ băng kem. Những chị nào mà bị da ngâm đen là mình có thể mua một chai 490.000. Khi mà những chị nào muốn đi tiệc mà muốn trắng liền là mình xức lên là không hề bị lộ băng kem nha cả nhà. Rất là trắng luôn. Bây giờ em sẽ rửa tay để cho cả nhà mình coi được cái hiệu quả của sản phẩm này nha. 490.000 thôi nha mấy chị ơi. Rồi 490.000 nha, chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em nha mấy chị nha. Cảm ơn quý vị nha, tay lẹ chân nha, dễ thương quá vậy trời hả. Cảm ơn quý vị. Cái sản phẩm này là em đang sử dụng đây được 6 tháng rồi nha mấy chị nha. Nó rất là hiệu quả, tại vì em hồi nào giờ cũng dùng nhiều rồi, nhưng mà đến khi mà sử dụng cái sản phẩm này rồi á thì nó rất là ưng ý, nó vừa ý lắm mấy chị. Nó không hề bị bắt nắng này, mà nó trắng cực kỳ, mà không hề trắng ảo nha, trắng rất là trắng luôn. Nhưng mà cái sản phẩm kem body này xài rất là thích nữa, nó không hề bị rít người mình đây nha. Quý vị coi đâu vậy, nó rất là trắng quý vị nha, xài nó im nhau quý vị nha, da cực kỳ trắng và bật tông cực kỳ luôn. Thì chị em nào mua cứ để số, và có nước hoài có luôn, chặn trẻ trâu và không có thời gian chặn trẻ trâu quý vị nha. Và cái này mình sử dụng một lần giùm cho em, tắm trắng một lần giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Lê Nguyễn chào ông Nguyễn, chị em nào mua inbox cho mình lên bù giùm cho em. Cảm ơn vậy, đang tắm nào vậy, đang tắm thử cho chị coi đây, da ai mà đen lâu năm là sử dụng được nhau vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân à. Dạ cảm ơn mấy chị rất nhiều nha, mấy chị ủng hộ giúp cho em nha. Dạ rất là trắng luôn mấy chị ơi. Những chị nào mà không có thời gian dưỡng kem nhiều á thì mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Kem này xài rất là thích luôn, nó thẩm thấu với làn da chứ không hề bị bết rít. Rồi, nhanh tay lẹ chân của chị nha, than hoạt tính nha chị nha, cái này là than hoạt tính. Chị em nào đen để sử dụng giùm cho em nha chị nha, cảm ơn chị. Dạ anh em bị đau họng của vợ em phụ như chị nha, đây quý vị thấy không? Chị cái thằng khô kìa. Rồi cả nhà mình ai mà quan tâm về cái sản phẩm này, cả nhà mình để lại số điện thoại giùm em nha, chút xíu em sẽ điện thoại tư vấn cho từng người. Đúng rồi, đã sẽ điện thoại tư vấn. Dạ hai chồng giỏi quá hả, trời ơi coi bây giờ phải giỏi em ơi. Trời ơi đen nè anh à, chị em nào à, coi anh rời chết với anh không hả? Cảm ơn em nha, ủng hộ chia sẻ ơn trời giùm cho anh nha, cảm ơn quý vị. À, nước cho bé Quỳnh hả, Lâm nổ hả, kệ kệ anh em ơi, kệ em đi ơi. Dạ dễ thương quá hả, chào hai cô gái, chào con. Chào hai cô gái. Ừ. À, chị về Việt Nam gặp Lâm liên hệ đâu hả? Dạ gì chị inbox cho Facebook của em đi rồi em gặp chị nha chị nha. Okay, cho em một chai Phương Linh, cảm ơn chị. Nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em nha chị nha. Dạ em nói thiệt luôn mấy chị, tại vì thời gian này là em cũng đang làm nhà cho nên là em không có thời gian để dưỡng kem nhiều, cho nên là em chỉ cần là một tuần là em tắm một lần hoặc hai lần thôi nha mấy chị nha. Đi nắng vẫn bình thường luôn, sau khi mình về mình tắm lại nó cực là trắng lại nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn mấy chị thấy không, hai tay em rõ rệt nha. Ngày hôm nay em đi nắng là em không hề mà không hề mà áo khoác luôn. Bây giờ mình tắm lại này là trắng lại nha cả nhà. Rồi chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em thì một cái chai như thế này như vậy nha, không bị vàng lông, không bết rít và không châm chích. Nếu xảy ra những cái vấn đề đó thì bên em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Dạ bán đồ gì ở số đó giảm nghèo gì anh chị ủng hộ giùm cho tụi em như vậy nha. Ok Nguyễn Trinh số điện thoại luôn, cảm ơn gì rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân đây, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn, xài một lần là khoái liền như vậy nha. Có nghĩa là khi ta tắm nó sẽ ra hai lớp luôn quý vị, nó ra hai lớp luôn. Xuất xứ từ Hàn Quốc như vậy nha, hãy yên tâm giùm cho em. Một chai sữa ha, cảm ơn chị. Rồi, tắm 15 phút như vậy nha. Ai không có thời gian là 5 phút thôi cũng được rồi. Ok Uno Trang, cảm ơn Uno Trang. Dạ kích trắng ta còn tính là 490.000.
ngàn gồm ủ trắng, kem dưỡng ban đêm và kem dưỡng ban ngày là 1.470.000 gồm 4 sản phẩm của bên em ngày hôm nay. Cả nhà mình cứ thử mua một chai thôi là mình sử dụng thử trước nha mấy chị nha. Nè cả nhà, tại vì ngày hôm nay em đi bị nắng á, nó bị đây là có hai cái vân rõ luôn nha mấy chị nha. Tắm vô là nó rất là trắng luôn. Cái sản phẩm kem body này là sử dụng cực kỳ hết nha, nó sẽ thẩm thấu lên làn da của cả nhà mình, nó không hề bị dạng như mà mình gặp nước đó mấy chị, nó sẽ không có bị trôi đâu. Những cái sản phẩm khác cả nhà mình sử dụng mà nó sẽ bị trôi liền, khi mà gặp nước nó sẽ bị chảy ra rất. Em mới xem bao giờ, cảm ơn em đó, nhiều trong chai cái trắng chị Hương Lê, cảm ơn chị Nguyễn Hằng một chai. Dạ mình sử dụng một lần thôi đã trắng rồi những chị nha, không cần sử dụng một chai, rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được hết những chị nha. Chủ yếu đây quý vị thấy không, làn da sẽ bật tông và sáng cực kỳ luôn. Chị em nào đen quanh năm cũng như là da mà bị đen nhiều quá thì mau sử dụng giùm cho em để có một làn da trắng như vậy nha. Cảm ơn vậy. Cái chai này ta xài rất là lâu như vậy nha. Chai xài rất là bự luôn. Cái chai này xài rất là lâu như vậy nha. Một tháng. Là mình sử dụng 2 tháng. Riêng em là sử dụng được 2 tháng. Còn ai mà bự quá, ai mà bự quá cỡ như em là một tháng là hết nha vậy nha. Mọi người ơi. Chai này sức lên mặt được không? Là sử dụng trên mặt được luôn nha mọi người nha. Thì bây giờ hiện tại là da mặt của em quá đẹp rồi vậy ơi. Đây, một chai này là 490.000, rất là trắng luôn, em nói thiệt luôn. Mà cả nhà mình, những chị nào mà không có thời gian nhiều để mình sử dụng kem body á, là mình mua một chai này về mình sử dụng thử nha mấy chị nha. Khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi là bật tông rõ rệt, cực kỳ trắng luôn nha cả nhà ơi, không hề bị ăn nắng nha. Kem body nếu như cả nhà mình, chị nào mà siêng năng một xíu nữa, mình siêng xài kem body lên nữa, mình kết hợp lên vô mấy chị nha, rất là trắng luôn. Rồi những chị nào mà đặt hàng hoặc là những chị nào mà cần được tư vấn, để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nữa sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Ok, qua Mỹ một chai đó, ủng hộ ân rời của em nếu gì Khánh Chi, cảm ơn chị. Dạ hy vọng là chờ ở Việt Nam ta có những cái chương trình mà ta nói như vậy như gì nha, để tụi em có mà cái đất của tụi em dụng võ như gì nha. Cảm ơn Hào Lê. Của nước nào thì của Hàn Quốc 100% như gì nha, có tiếng Hàn Quốc hết như gì nha. Nên mọi người yên tâm giùm cho em Skin Asia chuyên về dòng tắm trắng. Thì chị em nào cần thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em như gì nha. Dạ cả nhà ơi, bên đây là có hai dòng kem body nha mấy chị nha. Một kem body là ban ngày và một kem body là ban đêm. Kem body ban đêm mới là nó sẽ thẩm thấu với làn da, còn kem body ban ngày nó có thêm cái tinh chất là dưỡng trắng da mà không hề bị bắt nắng, nó sẽ chống nắng cho từng chị mình luôn. Những chị mà nào mà làm việc văn phòng á là mình nên sử dụng cái ban ngày luôn nha mấy chị nha, là mình đi ra đường nhiều á là nó có cái chất chống nắng cho mình luôn mà nó rất là trắng luôn này em. Đúng rồi, rất là trắng quý vị nha. Thì bây giờ còn chần chờ nữa, bây giờ mọi người hãy để lên số điện thoại giùm cho bên em. Thì em alo cho chị cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Đây, bàn tay em xè ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống ánh Ok, một chai luôn mọi người ơi, Quy Nguyễn một chai luôn, cảm ơn. Dạ, vợ em nhớ gì nha. À, anh Huy ở Campuchia hả? Ở Campuchia là em ship cho anh Vũ Mạnh Cường, em chào anh Vũ Mạnh Cường nè. Anh khỏe không? Có xài kem gì không anh? Dạ, có xài kem này giống gì nha. Quỳnh sức mặt cho ta coi đi Quỳnh. Dạ, để em xíu em test mặt cho cả nhà mình coi. Tại cái da mặt của em nó xấu lắm mà từ khi em vừa sử dụng cái sản phẩm này thì nó xấu hơn luôn. Nó xấu hơn. Em tắm nè mấy chị, hồi đó cái mặt của em nó đen hơn cái cổ của em nữa. Tại vì cái da mặt của em nó không có thể nào mà thích ứng nhiều cái loại kem á, nó khó sử dụng lắm. Xạo rồi từ khi mà cái sản phẩm này thêm mà em tắm hàng ngày luôn á, mày xạo mày à, sức lên là nó cực kỳ trắng luôn. Em nói thiệt luôn, mà nó cái mặt của em nó đều với cái cổ rồi mấy chị thấy không. Ủa mày xạo, mày lanh quá, mày lanh cái mày. Mày nín đi, mày lanh quá mày ơi. Không, cái sản phẩm nào tốt mà em sử dụng nó cực kỳ hiệu quả thì em mới vô trong live, em ngoài em live chung với mấy chị. Xạo gì đó, xạo. Dạ, một bộ là 1.470.000 nha cả nhà. Bây giờ em nói thiệt luôn, những chị nào mà muốn tư vấn cái sản phẩm này, cả nhà mình để lại số điện thoại đi, chút xíu em sẽ điện thoại cho từng chị để em tư vấn nha. Em nói thiệt luôn, cái sản phẩm này xạo đây nha. Em nói thiệt, mấy chị sử dụng thử đi, mua một chai thôi 490.000, nó cực kỳ hiệu quả luôn, thiệt luôn. Xài mà không trắng thì inbox cho em. Dạ, inbox cho em tán cho mặt với nhau gì nha. Cái này là ban đêm nha, sức dạ, sướng lắm. Nếu như mà xài mà không trắng cái gì, thuê hết cơ hết nhỏ vợ em liền hết, nó sợ hết Facebook lắm. Giải quá chồng ơi. Gì mà chị cũng chồng mặt dài Quỳnh, nó sợ khách Facebook lắm, xài mà không trắng thuê người. Mấy chị biết sao không? Tại vì á, em tối là em có con nhỏ nữa, em phải cho nó bú nữa cho, nhưng mà cái sản phẩm này là em vẫn sử dụng được, không hề sợ, không hề lo lắng. Mấy chị biết sao? Khi mà những cái loại kem khác mà mấy chị nào mà xức vô, nó sẽ bị chỉnh, nó sẽ bị rít. Chỉnh là bị gì? Nó bị rít rít á mấy chị, nó rất là khó chịu. Mà khi mình đắp mền hoặc là mình nằm kế ông xã là gì đó, nó rất là khó. Gì đó là gì? Gì đó là gì? Nhưng mà đặc biệt là cái này nó thẩm thấu vào làn da, nó khô cực kỳ luôn. Em ôm con em vẫn cho bú bình thường, không hề sợ. Ủa, gì đó là gì? Gì quá. Gì đó là gì? Dạ rồi, những chị nào mà muốn, những chị phụ nữ nào mà muốn trắng thì inbox hoặc là để lại số điện thoại giùm em, inbox cho anh Mạnh Linh Bùi giúp em. Gọi tên mình, mình mua cho bà xã một bộ hả? Phi Hồ Nên. Phi Hồ Nên. Về sữa mẹ tốt nhất cho bé và ba.
Mày vô duyên đó mày ơi. Mày sao mày vô duyên quá, sửa cho con bú thôi chứ ba nó bú chi. Thấy em rồi, ai mà kêu em gọi tên là nhớ ủng hộ em, nhớ gì nha, ủng hộ em ngừng hợp cái gì. Phía rồi hai chồng em số nói giảm nghèo ngồi bán với con điên như vậy nha. Thằng chào trời, tối cho ngủ chung hả? Thì ghê không? Là khúc trắng khúc đen của gì nha, khúc trắng khúc đen như là lăng đen. Đó mấy chị thấy ok không? Thảo Nguyễn chị Quỳnh xin ghê hả, cảm ơn em, giờ ủng hộ với gì nha. Dạ mình mua riêng mình tắm vẫn được như vậy nha, da mặt bầu có xài được không? Quỳnh test mặt cho người ta coi đi. Đây để em test mặt cho cả nhà mình coi, tại vì em sử dụng hàng ngày mà nó rất là trắng luôn, hồi đó da mặt em đen lắm, em thiệt luôn, nó bị khô da đó. Em test hả? Anh test để em test cho. Thương quá đang giờ sướng quá. Quý vị ơi tự like mặt có gì, trời ơi mặt em đây đẹp quá gì ơi. Cả nhà mình em rất là an tâm nha, mấy chị biết sao, cái sản phẩm này nó tốt lắm mà nó rất là trắng, nhưng mà đặc biệt là nó vừa trắng mà nó vừa mịn nữa, cho nên đừng có sợ và lo lắng gì hết, cứ sử dụng lên cái mặt giùm em luôn cho nó trắng đều mấy chị nha, chứ để mình sử dụng cổ và tay nó sẽ chỉ trắng những cái phần đó, còn cái mặt mình đen thui à. Cái này là người ta khuyến cáo xài body thôi nha gì nha, nhưng mà hai vợ chồng em ní na ní nừng như vậy nha, mỗi cách chơi kệ người ta đi bạn ơi, vợ chồng ta cực khổ bạn hiểu không. Dạ cái này là tắm trắng nha mấy chị nha, tắm trắng một bước là 490.000, kem body cũng 490.000 luôn, cho nên những chị nào mà muốn trắng á thì để lại số điện thoại giùm em, hồi đó em đen lắm nha, bây giờ em trắng rồi đó, em nói thiệt luôn á. Chị em nào muốn có để số điện thoại giùm cho bên em như chị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Dạ em ship toàn quốc luôn nha cả nhà ơi, sản phẩm này là 490.000, em nói thiệt những chị phụ nữ nào mà đang xem em á, cho nên cả nhà mình đừng có tiếc tiền, em nói thiệt luôn mấy chị đừng có tiếc tiền nha. Chỉ 490.000 khi mà mình nghe vô thì nó sẽ cao giá đúng không mấy chị, nhưng mà khi mình sử dụng rồi là không hề bị, nói chung là không hề tiếc tiền nha mấy chị nha, tiền nào của đó nó rất là hiệu quả luôn. Mà trong khi đó mà mình đẹp nữa mình sẽ không bao giờ tiếc tiền. Mình đẹp quá vậy, trời ơi nhiều khi mình đẹp quá, mình ra đường cái chỗ đẹp quá vậy, trời ơi dễ thương quá vậy, trời ơi mặt sáng sủa quá vậy. Đó ủng hộ giùm hai vợ chồng em tới buôn bán cực khổ như vậy nha. Ok Nguyễn Vinh, thôi rồi để bao lâu mới nữa lại? Giờ để chừng 15 phút. 15 đến 20 phút em có thời gian, để chừng 5 phút thôi là cũng được rồi nha vậy nha, là da ta đã trắng và sáng cực kỳ mịn màng luôn, nhanh tay lại chân. Dạng này dùng cho mặt được luôn, này xài cho body thôi. Nhưng mà vợ chồng em muốn là cho gì coi được sản phẩm nó tốt như thế nào, sản phẩm nó an toàn như thế nào, nên sử dụng trên mặt giùm cho em, cái da mặt chúng ta rất là mẫn cảm cái gì nha. Nếu mà xài mà không, mà cái nào mà không chất lượng, không uy tín một cái, sức lên mặt nó dị ứng, cứ thấy bà nội luôn vậy, cái mặt của em mặt kiếm tiền của vậy thiệt sự luôn. Những chị nào mà muốn được tư vấn thì cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Em nói thiệt luôn, những chị nào mà đang là phụ nữ là mình đừng có nên tiếc tiền, chỉ 490.000 thôi là mình nên mua để chăm sóc nhan sắc của mình nha mấy chị nha. Những cái loại sản phẩm khác ví dụ như cả nhà mình mua là mấy chục ngàn, mình nghe vô nó mấy chục ngàn nhưng mà sử dụng nó sẽ không hiệu quả nha mấy chị nha. Đây là cái sản phẩm cực kỳ tốt là mình nói ngu mốt like mấy cái 40 mấy ngàn sao ngu duyên quá, nhưng mà là em đang sử dụng luôn, nó rất là trắng, em nói thiệt luôn á mấy chị ơi. Cái kem body nó cũng rất là hay luôn, là đặc biệt cái là nó khô, nó thẩm thấu vào làn da của mình luôn, mà nó không hề bị dạng như gặp nước, nó sẽ không có bị trôi nha mấy chị nha. Thiệt luôn, những chị nào mà đã từng xài kem rồi mấy chị biết nè, những cái sản phẩm khác kem nào xức vô khi gặp nước nó sẽ bị trôi liền. Nè quý vị coi tin nhắn chờ của em nữa gì, quý vị coi tin nhắn chờ nữa gì. Gì? Ủa trời gì? Nè, bán cho em tay tắm trắng sữa nè Nguyễn Lan, bán cho em tay tắm trắng xài thử nha. Để đi chứ em đỡ. Nè không nè, đó bán mỹ phẩm Hàn Quốc cho em hỏi về sản phẩm Askin nè anh không nè. Không biết tiền đâu. Đó quý vị thấy không? Có nghĩa là người ta vô bên em người ta hỏi quá trời nè, chào má nó biết má chào chi nè. Chị Phạm anh thôi thấy chị rồi nha. Cả nhà mình ai mà quan tâm về cái sản phẩm hoặc là mình muốn làm trắng và làm đẹp cho bản thân của mình á, những chị nào phụ nữ đang xem like này hãy để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nữa em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Dạ nó rất là trắng nha cả nhà ơi. Quá trời dạ, em lấy một chai nè quý vị thấy không? Okay, rồi tin nhắn chờ nữa vậy nè quý vị coi nè, tin nhắn chờ của em vậy quá trời đúng vậy. Em không có bán quý vị, em không có bán á. Dạ mà ta hỏi quá trời quá đất luôn gì ơi. Rồi chị em nào cần kem body thì comment kem body giùm cho em. Còn chị em nào xài tắm trắng thì sẽ ủng hộ tắm trắng giùm cho em, cho em trắng cảm ơn. Dạ có chống nắng cho mọi người luôn. Ở trong đây có chất chống nắng cho vị nhau gì có sợ gì trơn trọi luôn. Hương Lê luôn cảm ơn. Ok Nga Dương để số điện thoại giùm cho anh. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm anh em nha vị nha, và nhân viên của em Salo cho vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người ơi. Dạ những chị nào muốn tư vấn để lại số điện thoại giùm em nha. Sau cái like này chút xíu em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Dạ em nói cả nhà mình nghe, đây là sản phẩm kem body, bên đây là có hai dòng là 490.000 là đồng giá với lại tắm trắng luôn nha mấy chị nha. Là 490.000 một chai. Một chai là ban đêm, một chai là dưỡng ban ngày. Riêng cái dưỡng ban ngày là nó có chất chống nắng trong đây cho cả nhà mình luôn. Những chị nào mà hay mà đi nắng nhiều, mình ở tiếp xúc với ánh nắng nhiều á, là mình nên sử dụng cái tắm nha, cái sữa và kem body hàng ngày giùm em nha. Ban ngày giùm em là có chất chống nắng trong đây. 490.000. Khi mà cả nhà mình, những chị nào mà mình có điều kiện chút xíu là mình mua nguyên một bộ luôn nha mấy chị nha. Mình nên kết hợp nguyên một bộ thì nó sẽ hiệu quả rất hơn rất là nhiều. Một bộ là với giá là 1.470.000. Khi mà cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được free ship và tặng thêm một chai tại tế bào chết trị giá 490.000 nha. Đặc biệt ngày mai trên live của anh Lâm thôi.
Dạ cả nhà mình quan tâm để lại số điện thoại em. Em nói thiệt mấy chị đừng có tiếc tiền. Tại 490 ngàn, nhưng mà mình sử dụng nó rất là hiệu quả. Một chai nó rất là to. Tiền ta làm mà không tiếc. 490 ngàn một chai. Một chai này mà mình sử dụng được 2 tháng luôn mấy chị, đúng không? Dạ quen cái thói gì, quen có ở không, không có chồng làm, đem tiền về, đừng có tiếc tiền, đừng tiếc tiền. Nói như dạ, em thiệt sự. Không phải, không phải. Em nói thiệt luôn. Ví dụ như mà khi mấy chị cảm thấy là mình đi chung với ông xã mình ra quán cà phê, mà ông xã mình nhìn những cái phụ nữ khác á, da trắng á, tuy người ta không đẹp nhưng mà người ta được cái nước da trắng là nhìn nó cũng hãnh diện lắm rồi, đúng không mấy chị? Riêng người phụ nữ của mình tuy xấu nhưng mà phải cơm sạch sẽ, phải là một làn da trắng trẻo nha. Đẹp không? Em sạch sẽ không? Em sạch sẽ không? Đẹp mà. Ví dụ như cả nhà mình trắng đi, mấy chị mặc cái đầm đỏ lên nhìn nó cũng hấp dẫn hơn, đúng không? Hấp dẫn không? Bữa em mặc đầm đỏ sao có hấp dẫn đâu. Sao không? Hồi qua em thấy em đỏ giờ. Em khùng, bữa em mặc nhìn ghê lắm. Ghê vậy? Dại. Dạ. Em nói thiệt luôn, nó trắng là quý vị giờ mấy chị cũng dễ mặc đồ nữa. Em nói thiệt luôn, xiên một chút đi mấy chị. 490 ngàn mà mình sử dụng được 2 tháng. Bây giờ cả nhà mình ai mà đặt hàng hoặc là muốn tư vấn về cái sản phẩm này, để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Trắng nha mấy chị nha, mình sử dụng cái mặt được luôn. Dạ cái này không trị thâm mắt như gì nha, không trị thâm mắt, nó xài thâm mụn thì được. Thâm mụn cái mình xài lên mặt chúng ta nó cực kỳ trắng, cực kỳ đẹp như gì nha. Đó giờ em sẽ rửa mặt cho chị coi được cái sự độ trắng của nó cũng như là mịn màng của nó. Xài không trắng là mình em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Hãy yên tâm giùm cho em gì nha. Sản phẩm ACE Skin như gì nha. Tắm cả mặt được luôn như gì nha. Rất là ok luôn, một chai cực kỳ bự, xài được mấy tháng trời luôn. Thì còn chần chừ nữa giờ mọi người để số điện thoại giùm cho em. Cái thằng này đội nón nè, dễ thương ghê, coi tôi hoài luôn á trời. Không biết nữa. Ok chị Đào Thị Tươi nha, bây giờ là mình tắm được, sử dụng được cho mặt luôn. Đó, đây rất là trắng nha mấy chị nha. Nhưng mà đặc biệt là cái kem body này là không hề bị bít rít nha mấy chị ơi. Đó, nói chung là nó trắng bật tông như thế này quý vị nha. Mình xài trên mặt khi mà mình đánh kem gì, đánh kem đánh phấn á, nó sẽ ăn vô cái làn da chúng ta đẹp lắm. Chị rửa mặt đi, để em tư vấn cho. Quý vị chờ vợ em xíu nha quý vị nha. Nó vô nó rửa mặt cái nó vô nó tư vấn cho quý vị. Dạ không có chống ế như quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Nhanh tay lại chân ACE. Dạ chưa phẩm ACE Skin như quý vị nha. Sản phẩm 100% từ nguyên liệu Hàn Quốc và được nhập khẩu từ Việt về Việt Nam như quý vị nha. Rất là trắng, rất là mịn màng luôn. Cảm ơn quý vị. Ngừng xài có bị hồi da không? Dạ khi quý vị ơi, thì bây giờ cái gì cũng vậy hết trơn trọi. Mình khi mà mình ngưng sử dụng thì chắc chắn sẽ đen lại vậy, chắc chắn một điều luôn. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng phải đi làm, ngày nào chúng ta phải tiếp xúc với ánh nắng, tiếp xúc khói bụi, chính vì vậy nó sẽ bị đen như quý vị nha. Còn nếu như mình dưỡng da thường xuyên như cái này thì nhân tay lẹ chân cũng 490 ngàn luôn. Thì sản phẩm cực kỳ tốt nha chị nha. Cảm ơn chị. Rồi nhân tay lẹ chân cho mọi người nha. Bây giờ chị em là muốn ủng hộ giùm đó, quý vị thấy không? Rất là trắng luôn, xài cực kỳ ok nha chị nha. Cho ai mà bị bùng mụn rồi đó, bị mụn tầng ngang rồi đó thì sử dụng luôn. Thấy gì nó thấy rửa mặt hay quý vị, rửa mặt mà cái môi không ra luôn quý vị. Ghê. Em gòn lao. Em gòn lao hả? Nhìn đôi môi tắm xinh em đang xài son chi đó em. Dạ mấy chị ơi, rất là trắng nha, nhưng mà là trắng mịn nha. Em nói thiệt luôn, hồi đó da mặt em thấy ghê, nó đen, nó sần sùi ghê lắm. Xạo quá, đó da mặt em đẹp, em mới cua em. Chị da mày. Thiệt luôn á mấy chị ơi, 490 ngàn thôi. Ok chị Thu hàng nha. Ok một chai tắm trắng, cảm ơn chị. Ok hai chai tắm trắng hả, cảm ơn chị đó nhiều. Một chai Thúy Quyên một chai luôn. Rồi xong livestream này bên Mạnh Linh Bùi Salo chỗ chị, và cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Dạ em like gì cái mọi người cũng ủng hộ trơn trời. Dạ có chống nắng cho mọi người luôn, thì cái chai này là có chống nắng cho mọi người và cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn. Chị em nào mua thì comment để số điện thoại cho chị em. Cái này cho nó dưỡng ban ngày body, vợ dưỡng mặt cũng ngon nữa quý vị, dưỡng mặt cũng ngon luôn, em nói thiệt luôn á. Dạ đây cả nhà mình, những chị nào mà muốn tắm trắng, muốn là mình có một làn da trắng thì cả nhà mình nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nữa xin điện thoại tư vấn cho thằng chị luôn. Ok chị Susu ơi, để lại số điện thoại giùm em nha chị nha. Susu, cảm ơn chị Susu nha. Đây cái chất dưỡng da trong đây sẽ làm da ta trắng và bật tông cái gì nha. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em alo chỗ chị nha chị nha. Cảm ơn chị, gửi qua nước ngoài cũng được luôn, nước nào tụi em cũng gửi trơn trọi nha chị nha. Chủ yếu là mọi người thích, nếu nói là mọi người thích là tụi em gửi hết cho mọi người luôn. Cảm ơn chị. Dạ rất là trắng luôn nha cả nhà ơi. Dạ cái kem body nè mấy chị sử dụng cực kỳ hay luôn, cực kỳ sướng luôn đó. Nè nó không, nó gặp nước nó không có bị trôi ra nha cả nhà ơi, rất là trắng luôn. Mấy chị ơi, cả nhà mình mua có thể là mình mua một chai thôi, mình dùng sử dụng thử nha. Sau khi mà mấy chị cảm thấy là nó thì rất là hiệu quả rồi, là mình mua ủng hộ một bộ đi mấy chị. Một bộ là 1.490.000, 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Ok chị Susu nha. 490 ngàn một chai tắm trắng, nhưng mà mình rất là hiệu quả, nhưng mà mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Sử dụng luôn mặt được nè, body được luôn, nó rất là trắng luôn. Tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi là mình tắm lại nha mấy chị nha. Tại vì những chị nào mà không có thời gian mình dưỡng kem nhiều á, là mình sử dụng cái tắm trắng một bước giùm em nha. Còn những chị nào mà muốn mà ở không nhiều á, là mình nguyên một bộ luôn. Một bộ của nó là có kem body ban ngày ban đêm nè, sữa tắm trắng một bước nè, và sữa tắm trắng hàng ngày.
Nói chung là da ai mà đen là sử dụng cho em, xài thử một lần là mê liền quý vị. Dạ mê liền, mê liền. Ví dụ nhiều khi mà đàn bà mình ra đường quý vị, nhìn nó tuy nó xấu, mắt mí thiệt, mũi xẹp thiệt, môi dày thiệt, nhưng mà có làn da trắng tự nhiên cái mặt mình đẹp lên quý vị, thiệt sự luôn. Nhưng mà bây giờ những cái sản phẩm mà uống như trong người thật sự nó mình phải suy nghĩ thật là kỹ mình mới uống cái sản phẩm đó. Còn đối với sản phẩm bên ngoài mọi người yên tâm dùm cho em nhớ gì nha. Da trắng và bật tông và sáng cực kỳ luôn, cảm ơn quý vị. Mặt Lâm bị nám hết không em trai? Dạ nám sẽ mờ hết nhớ gì nha. Cái này là không có xài mặt quý vị, không có xài mặt, chỉ xài body thôi. Nhưng mà tụi em muốn xài thử trên da mặt của tụi em cho gì coi được cái sự tác dụng của nó cũng như là cái tốt của nó như gì nha. Cảm ơn chị. Mua bao nhiêu mới được giảm, mua sỉ bao nhiêu? Bây giờ ai mua sỉ thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Ok đúng rồi Lê Bôn ơi, cảm ơn chị yêu của em. Dạ rồi, những chị nào mà muốn da trắng, mà muốn làn da nó cực kỳ đẹp luôn á thì để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nữa sẽ điện thoại tư vấn cho chị luôn. Một chai mà 490.000 thì em tính ra mà mình tắm được 2 tháng thì nó một ngày cũng đâu có nhiêu tiền đâu đúng không mấy chị? 490.000 là vừa túi tiền luôn. Nhưng mà sản phẩm này là của Hàn Quốc 100% cho nên là cả nhà mình sử dụng an tâm nữa nha. Bên đây có giấy chứng nhận hết rồi cho nên là cả nhà mình không cần phải sợ hàng giả hay hàng nhái nữa nha mấy chị ơi. Trần Quang Tung chào Trần Quang Tung, Ngọc Sương chào Ngọc Sương nè em ơi. Rồi cảm ơn. Ủng hộ đi chị. Hoa ơi, đây sử dụng đây, cái này là tắm trắng một bước nha chị nha. Chị chỉ cần là sức lên body của mình hoặc là trên da mặt của mình. Sau đó chị để khoảng 15 đến 20 phút là chị đi tắm lại giùm em nha. Là cái da của mình là bật tông cực kỳ luôn, là mặt cực kỳ trắng nha cả nhà ơi. Ok Ngọc Tài, ok chị Phương Đinh nha. Gì? Bé đó có bán không Lâm? Con bé hay con bé này không bán cái gì ơi. Dạ cho thì em cho. Ai cũng lấy con bé này em cho những chị nha, cho em ship về tận mặt. Mặt của anh bị nám hả anh ơi? Anh bị nám là anh phải xài cái dòng nào mà chuyên về cái da mặt của mình? Bên mình lên Bùi cũng có luôn á. 250k nhưng mà anh là phải dưỡng nha, cái nám anh phải dưỡng ghê lắm anh ơi, anh phải có kem chống nắng nè, rồi anh ít ra ngoài giùm cho anh thấy hình đá banh đồ này nọ. Đá banh lửa cứ chiều đá 12 giờ đêm cái ông xà ra đá banh, ông đá trưa nắng như vậy là ông mặt trời chói chang xà cho cái mặt của ông thì làm sao mà ông hết nám được. Dạ những chị nào mà đang mình đang có con nhỏ nè, mình không có thời gian nhiều quá mấy chị, mình đang cho con bú đi mình vẫn sử dụng được luôn, cũng giống như bản thân của em vậy nè. Nè cái kem này em đang sử dụng nè, nó khô thoáng vô, nó khô nha mấy chị nha, nó không hề bị bết rít, nó thẩm thấu vô làn da của mình luôn nha mấy chị nha, cho nên là xài mà yên tâm luôn. Mấy chị biết sao em đang hơn Lâm mà? Đúng rồi, tại vì cái công việc mà giống như đàn ông á là toàn bộ là em lo hết, anh Lâm chỉ là ngủ nghỉ thôi, cho nên là em rất là đen. Tại vì đây em đang xây nhà nữa, em không có thời gian nhiều là để dưỡng kem hay gì đó. Nhưng mà đặc biệt là sử dụng cái sản phẩm này là em không cần phải dưỡng kem nhiều. Là cái tắm trắng một bước này em nói chung là coi nhà cửa rồi đó mấy chị biết không, khi mà mình xây nhà nó rất là vất vả luôn, cho nên là em cũng mặc kệ cái làn da của mình luôn. Nhưng mà tối giờ là em chỉ bỏ ra 15 đến 20 phút là em tắm lại, em xứng lên cái này khoảng 15 đến 20 phút thôi là em đi tắm lại là em trắng lại liền nha mấy chị. Em làm gì, công việc của đàn ông em làm gì? Thiếu gì, những công việc của đàn ông là em lo hết. Ví dụ làm công việc của đàn ông em ví dụ coi. Thì em lo cho anh. Em lo cái gì? Ủa đàn ông mà lo cho anh là sao? Lái xe. Lái xe có tài xế lái mà. Hồi trưa nè em cũng chở anh đi mà. Rồi sao nữa, làm gì nữa? Em đắp mền cho anh ngủ. Rồi công việc của đàn ông đắp mền hả? Ngu quý vị. Dạ quý vị biết không, mỹ phẩm của em nhiều hơn vợ em, son của em nhiều hơn vợ em luôn. Dạ mascara của em cũng nhiều hơn luôn, lông mi lông mày cái gì em cũng nhiều hơn vợ em gì. Dạ cái gì cũng nhiều hơn trơn trọi, quần áo em cũng nhiều hơn. Dạ kem đồ cũng nhiều hơn, gì cũng nhiều hơn cái gì. Dạ, chồng của em cái gì. Dạ rồi, những chị nào mà muốn tư vấn cái sản phẩm tắm trắng này nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nên em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Nói chung là 490.000 nó vừa túi tiền nha mấy chị ơi. Dạ rồi, những chị nào mà muốn quan tâm về cái sản phẩm này nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha. Một chai tắm trắng một bước là 490.000 là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà ơi. Kem body ban ngày và ban đêm cũng là đồng giá 490.000 luôn. Nhưng mà đặc biệt là cả nhà mua một bộ là với giá 1.470.000 sẽ được free ship và tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Dạ rồi, ok Tấn Anh Nguyễn ơi. Cái này là nam nữ là mình sử dụng được hết nha mấy chị nha. Đặc biệt cho những anh nào mà bị đen á, mà bị bạn gái chê á, là mình sử dụng cái này không cần phải dưỡng kem mà đâu ai biết mình sử dụng kem đâu đúng không mấy chị mấy anh. Cứ về tắm trắng đi, nó rất là trắng luôn. Rồi những chị nào mà muốn trắng da nữa nhanh ta để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà ơi. 490.000 một chai, nhưng mà một chai này rất là to, mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha. Dạ những chị nào mà hay mà đi nắng ngoài nhiều là mình sử dụng cái kem body ban ngày đi mấy chị, nó có chất chống nắng cho mình luôn. 490.000 nó vừa mình để trong cái túi trang điểm
của mình nữa nha mấy chị nha. Chỉ cần lấy ra xịt lên là, nhưng mà nó thẩm thấu về làn da nha, đặc biệt là không hề bị lộ vân kem luôn, rất là hay nha mấy chị nha. Em mới nhân trạch hả? 490.000 ở Nhật Hào ơi. Anh ở ngay chợ mới Long Thành đó em, ngày xưa anh học trường Phước Thiện đó cưng. Chú ơi hả, cảm ơn con. Nguyễn Nam, trời đất ơi, Nguyễn Nam phải không mày? Đã bữa uống cà phê coi nhớ mày quá Nam ơi, thật Nam sự. Nam hả? Nam á. Từ ngày đẻ con đi đâu luôn rồi. Có quay lại như chết không? Có chú vị, sẽ sắp tới quay như chết như vậy nha. Gì? Anh đẻ con mới đúng. Vậy hả? Nam ơi mày khỏe không? Nam ơi tôi nhớ mày quá Nam ơi. Cảm giác được nghe thần tượng gọi tên thích quá hả? Chúc anh chị luôn với sự nghiệp tương lai hả? Cảm ơn vậy nè, chú bán đắt ghê hả? Dạ, từ khi em thi ân rồi vậy, bán đắt ghê vậy, mọi ủng hộ em á. Mạnh Linh ơi mày hên nha, Mạnh Linh nha. Mày sao chương trình mày dính luôn á. Ai ghét Lâm xem bao giờ là thương liền hả? Dạ đúng rồi, gì ơi, cái này là cơm áo gạo tiền này mưu sinh của em thôi. Bây giờ ai cũng kêu tụi đừng làm, bây giờ không làm lấy gì ăn quý vị. Thì bây giờ đi diễn thì đi diễn, còn phải tranh thủ buôn bán thêm để có thêm thu nhập chứ. Bây giờ ngày xưa sống mình không có nói gì, còn bây giờ nuôi thêm vợ, nuôi thêm con, không làm cho chết hay sao vậy? Trương Tây Tơ hả? Dạ em cảm ơn, chào anh. Không biết. Hôm qua ăn bột quá trời, ăn bột với nhau gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi bây giờ xin chào mọi người như vậy nha. Chị đang cầm là 490.000 nha Linh Gớm ơi. Linh Gớm ơi, cảm ơn Linh Gớm rất nhiều. Thôi bây giờ xin kết thúc live stream tại đây. Em kính chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn mọi người lần sau. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người. I love you bạc bạc.